ta phải đến ngay với đáp án từ bé Minh Khang. Chào con. Chào chú, con kính mời. Đây là chi kính được lập Chúa chính thành đại nghĩ cô cùng với Lưu và cô Diệu Nhi. Đêm đây là lần đầu tiên kính được lập. Oh, wow. Huy ơi, em có thể phiên dịch không? Dạ, việc rất là chú Huy, anh Đạt, chú Đại Nghĩa, cô Mỹ Linh và chú Trấn Thành, cô Diệu Nhi lần đầu tiên con được gặp. Quý quá! Nghĩa, chú Nghĩa cũng lần đầu tiên gặp con. Chú Đại Nghĩa là nữ chương trình của chương trình Con Biết Chú đúng không? Đúng rồi. Chú Trấn Thành con biết nhiều lắm. Chú Thành là nữ chương trình của chương trình 100 triệu một phút và cho chú Phiên You Can Dance đúng không? Du thân du can can. So you think you can dance? So you think you can dance? Tự nhiên là bánh lá xả của chị trời đi hoạch không anh nhí. Dạ phải. Con có biết chú Trấn Thành làm giám khảo chương trình gì không? Đấu trường chiếu lâm. Oh! Wow. Chú Ngô Kiến Huy làm chương trình gì con? Thách thức lên hài. À. Có con cô Dường Nhi diễn hài chưa? Cưa, con thích cô Liên Nhi. Con đã biết tên của một thí sinh của thách thức lên hài. Đó là chú Tuấn Kiệt. Và con hâm mộ chú Trấn Thành nhất đời luôn. Và chú nói cái gì con hâm mộ nhất đời luôn. Nhất đời. Con hâm mộ nhiều người lắm. Con mê người nào nhất? Con mê chú Nông Quốc Thịnh và chú Trấn Thành. Hốt được cái sao? Hốt được cái sao? Bây giờ chú sẽ đưa ra hình ảnh và con sẽ đoán xem đó là đất nước nào. Nước gì con? Việt Nam. Việt Nam đi. Biết không, ở quốc gia này có Hà Long Bay. À, Hà Long Bay. Hà Long Bay. Hà Long Bay là Vịnh Hạ Long á. Đúng rồi, Vịnh Hạ Long. Thế con đà một kiểu ăn mới. Hay quá con, rồi tiếp. Cả này ghê lắm. Nước nào con? Nhật Bản. Nhật Bản có Việt Nam là xứ sở sushi. Con biết ăn sushi không? Con muốn thích, nhưng mà con chạy thích ăn cá hồi. Cá hồi. Đại Nghĩa. Nước gì? Có hai từ lận để ý nè. Đó. Trời ơi, lợi ý được kìa, có hai từ lận nữa kìa. Nào. Tôi chỉ biết là nó ở châu Phi hay sao ạ? Châu Phi. Không, nó từ châu Á. Trời ơi. Ghê rồi. Nepal hả? Không phải Nepal, nhưng đại diện Nepal là quốc gia Ấn Độ. Trời ơi, mà nó còn biết là gần Nepal. Oh my god. Đấy nè, cái này là xếp giữa. Được rồi nè, cái xe của nước này là Moncho. Ai biết không được tại gì? Trời ơi. Tại đi. Nước này có cái tháp cao thì cao này đúng không? Đúng rồi. Hay quá. Giỏi quá. Cái tháp đó là cái tháp tháp Chàm phải không con? Biết rồi. Nước lèo. Sai. Nước tháp. Đúng rồi. Bằng kiến thức sâu rộng, Diệu Nhi. Có một kỳ ba tên là quốc gia sông Hồng. Ai biết Hồng lên tay đi. Tú biết. Philippines. Trời ơi. Thái độ vậy mà nó khinh ra mặt. Philippines. Nó khinh ra mặt vậy đó. Thái Lan. Bằng cái là thủ đô, chủ đô của nước Thái Lan, thủ đô là đất trên Trung Quốc này. Và Madagascar cũng như thế. Và chủ đô của Madagascar là Antananarivo. Có ai có nước biển không em? Wow, quá đỉnh. Con nước gì con? Ấy, cái nước nè, cái tên ngắn nhất trên đời này luôn á. À, đúng rồi. Cái tên ngắn nhất trên đời này luôn. Con ơi, hay quá con ơi. Con có thể chia sẻ về 12 con giáp được không? Dạ được. Con có thể đọc từ đầu đến cuối được luôn. Tí, Sử, Dần, Não, Thiền, Tị, Lạ, Mùi, Thân, Dạo, Tức, Hội. Ơi, con nói chứ nó kinh thi vậy á. Nó kinh thi cùng tuổi con lớp với con á. Con Dòng. Con Gồng. Trời ghê quá. Con Nhị Nhi thì tất cả là con mèo.
Đúng luôn. Cô Mỹ Linh, ở đâu cô Mỹ Linh? Trời, cô Mỹ Linh tụi con mèo thiệt đó. Thiệt không? Trời ơi. Thiệt. Trời ơi, cùng con nhau với nhau, trời ơi. Bây giờ có hai cặp đôi cùng con nhau với nhau. Có hai đôi cùng con nhau với nhau. Chú con gì? Con nữa. Trời hay quá, chú con nữa. Con có thể nhớ mà không cần học luôn. Có thể nhớ mà không cần học luôn vì đó. Vì sao? Vì sao? Vì con có một suy luận logic mà chẳng có bé nào có hết. Con hiểu suy luận logic là gì không? Dạ, khi con đúng một chi rất như trước đi lốt một câu hỏi thì con mới suy luận logic để con biết ra câu trả lời chính xác. Thế thì trước đầu cái này hỏi về chữ nước sinh cơ bao là gì á, con phải suy nhận ra rồi sẽ nói ra từ chữ biển. Giỏi quá. Ba con làm gì? Con làm kỹ sư làm keo. Làm keo là mình keo dán hồ hay là keo dán đường hay là keo dán tường con? Không biết. Ba nó làm keo dính chuột hả con? Không phải, con phải chơi con chó luôn. Hay là keo dán sắt? Không phải luôn. Không phải keo dán sắt luôn. Mà con nói nè này, mẹ con là luật sư. Ôi ơi, hèn chi. Cái dòng dõi kỹ sư, luật sư không ai mà cãi lại. Con hình dung là cái nghề luật sư là sao con? Luật sư là bắt đứng người vô tội nhẹ. Để chẳng hạn con đi chân đi chơi bắt bắt bơ cái phát hiện đi lại của mẹ con mất tích, cái con lội cho mẹ con cái bạn bắt bơ nói bạn con đi vô trước, con cứu trước rồi đó. Nó vô chuyên ngành nó hơi khó hiểu. Công an và luật sư là hai người giải cứu điều tốt. Giống như là con sao đi chơi á, cái con kể giật cái kê kê con tay cầm anh á như thế thì kê chứ con ăn chơi con sẽ nói là cái tên rồi nói nghe mà anh thế rồi cái điều cái tên đó là cũng mà anh đi vô chuyên môn nữa rồi. Mình chỉ những đề luật sư cho kem con. Con trai bị cướp cái kem mà con nói quá trời nói vậy đó. Bây giờ con là tài năng của con là gì hả con? Đối thoại. Bây giờ hai người này sẽ bị phạt. Cô chú đoán đúng. Cô đi bị phạt phải hát sau cái với cô nhiều nhi. Chứ là phải nhảy. Chứ là nếu phải ra xa xin nghĩ phải đối thoại với con. Trời ơi! Nữa hả? Đừng! Đừng mặc làm chuyện đó! Đừng mà! Hay quá! Đừng. Em chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi. Đừng mặc chưa làm chuyện đó! Kìa! Đừng mặc chưa làm chuyện đó! Con cắn cho chú đi! Con xé chú đi! Đừng mặc chưa đối thoại với con! Thôi bây giờ Nhi ơi! Em ơi! Chị phạt lẹ đi em ơi! Trời ơi! Hát đi! Cứu! Cho lên bà cho vừa mau da múa tương nha, để con ngốc nhẹ. Con ngốc nhẹ là mày trong cái cây ông già nha, mái là mày vui cái cây la la la. Ôi chú Trấn Thành với cô Dự Nhi đã thực hiện hình phạt xong rồi. Quy ơi Quy, cho bé nó chọn đội lẻ đi Quy ơi. Không được, lấy cái nắng khệ mà tên nồi ở đó thì mới được. Còn cái người này dưới đây không được. Minh Khang ơi, chú không có phải trả lời câu hỏi. Chú đang giơ tay tìm cái cầu dao cúp điện. Trấn Thành cái đại nghĩa mà nói không lại một thằng nhỏ 4 tuổi hiểu rồi ha. Chú không có xương hả? Có chứ con, chú có xương chứ. Sao chú đang nằm chú? Ủa, chú là cọng bún thiêu hả? Con, chú sẽ xác định với con, chú là cọng bún thẳng nhưng không có thiêu con nha. Mẹ nói nha. Con sẽ về tuổi. Con đùa. Con nói nha, con chỉ nói chút xíu thôi. Đừng có gợi nữa, Thành ơi, anh lại em, Thành ơi. Bây giờ là con cái đồ bối rối quá, không biết trả về tổ chức nào đây. Bối rối quá kìa. Bối rối quá. Chú nổi da gà là tại vì chú không nghĩ là một đứa nít như con mà the whole world, coi như là cả thế giới nó nhét trong đầu con á. Trời ơi, chú không biết là con đúng là thiên tài luôn á. Nếu như con muốn biết nhiều bài hát thì cô Mỹ Linh cũng có thể dạy hát cho con, chú cũng có thể dạy hát cho con luôn á. Không, về nội kia cơ. Lẹ, hốt đi, hốt cái lẹ về, hốt về lẹ. Ập lên liền, không cho nói nữa, không cho nói nữa. Ai dạy con tất cả những điều này hay là con tự biết? Ba dạy con những cái điều này. Dạ, xin mời anh. Các cái thông tin về các nước như thế này
bé nó đi nhà sách, nó đòi mua bằng được là cái quả địa cầu. Nó lúc đầu nó chỉ biết một vài nước trên đấy thôi. Sau đó nó lên trên mạng nó sẽ xem thêm, nó học, nó hỏi cái ông con này á, nó khác những cái đứa con khác. Con nít thắc mắc thì rất là tự nhiên, nhưng mà cái ông này ông thắc mắc rất là nhiều và rất là sâu. Mà ông thắc mắc xong ông còn so sánh những cái thông tin khác với nhau nữa và bắt ba mẹ phải trả lời. Anh cứ phải làm như vậy suốt cả cuộc đời anh nhé. Anh yêu chú. Bạn này của con á. Ông nội luôn ha, ông nội luôn luôn ông nội ơi. Nói thật với quý vị, ba đời nha, bây giờ ông nội ta thấy này của con rồi. Kêu mẹ lên. Bây giờ là ổ có nhiều gom lên lần một đi nè, cứ để nó 5 phút nó phát hiện một người mệt lắm. Thưa quý vị, một cái gia đình ông nội là kỹ sư, ba là kỹ sư, mẹ là luật sư. Mà cháu nó, em nói thật nha, em không nói gì chứ mai muốn nó lớn lên không chừng nó là giáo sư luôn. Quá giỏi, đi coi. Cảm ơn. Chơi cả lá cả luôn luôn phải bị trả cho con. Thế trả nhiều lên. Để con được bầu vào bất chết. Chú cơm đi. Xin mời Minh Khang. Coi cái mặt ông kìa. Đại cô á. Cô á hả? Chúng ta không nhờ cho có con đi một đường rồi nhất cái hồi đó không? Con ơi, con trai, chú nói nghe nè, con nhả cục kẹo là được không? Không, con không biết kẹo nha, con ngửi với chú. Dạ không, con nói chậm lại chút xíu ha. Võ Hạ Trâm và Trịnh Thanh Bình lên đây chơi với bé. Trời ơi. Khang ơi, bắt đầu nha con. Dạ. Đây là những gợi ý của chương trình. Bây giờ Huy sẽ đưa ra. Và ai biết được đó là gì phải giơ tay phát biểu. 2, 3. Oh yeah. Rồi mời Khang. Hơi âm bục. Ủa? Giơ tay. Ủa phải giơ tay hả? Ừ. Tại sao gọi là hơi âm bục vậy con? Người ta gọi hơi âm bục để nói tới âm bục. Hả? Cái gì? Cái gì? Người ta gọi hơi âm bục để người ta nói tới âm bục. Tên tiếng Anh của nó là gì con? Habicus. Ôi dồi ôi. Bình có nghĩ là đúng không? Sao tôi biết được? Tôi còn biết cây này. Tôi còn biết hoa này tới việc gọi là cái gì nữa nè. Chú ơi chú, thương lê chú hơi lâm bụt chưa? Thì sao lâm bụt á, có một cái điều anh á, hơi leo lên núi á. Vậy đó, cần chỉ biết kiểu như thế thôi. À là có người anh leo lên núi là hết chuyện rồi đó. Hết rồi đó, có đâu. Ê, leo xuống núi nữa. Leo xuống. Mắt của anh đó, anh leo núi. Mà phải chừng ra một bông hoa trên kênh. Đó không có bông trên đỉnh núi. Đó không có bông hoa nào hết. Cái anh đó khóc. Cái mùi trường niên có một bông hoa xuất hiện. Anh nói nghe nè, không mấy giờ mình có cái việc súp nào để cho mọi người. Đây nè, tôi súp được. Nè, đó là sự tích hoa trên bụt là có một anh chàng nọ leo lên núi. Rồi sau đấy leo xuống. Sau đó anh leo xuống không được. Anh ngồi đó anh khóc. Giờ khóc thì một cái cây nó nở ra. Từ đó người ta gọi là hoa trên bụt. Khang ơi, tiếp theo nha. Tiếp theo. 2, 3. Trái này tôi biết nè. Trái này người ta gọi là trái coconut. Ủa? Đúng không con? Đúng không Khang? Đâu có đâu đó. Trái dừa ơi. Nhưng mà trái này không phải là trái coconut. Mà là trái này là trái dừa. Trái dừa là ngôi sao của nước Việt Nam. Tên tiếng Anh của nó cũng là coconut trời ơi. Con, trái dừa này là ở miền nào của Việt Nam? Ở Việt Nam, miền Nam. Mà ở tỉnh ở nào? Ở tỉnh nào nhiều nhất nè? Bến Tre, đúng rồi, Bến Tre. Lừa có thể cho tới ra sách là nhiều thứ. Đó nè, rồi nước nó nẹt, rồi kẹo nữa. Nhiều lắm. Tiếp. À, tôi biết cái này nè. Đây là xe cứu hỏa. Tiếng Anh là gì con? Thôi con làm cái bài thơ cái xe cứu hỏa được. Bình đỏ lưa lửa, bụng chứa nước đầy, trôi chạy dư bay, hết qua đường phố, nhà nào có lửa, tôi dập dình tay, ai gọi chữa cháy, có ngay. Tôi biết là quý vị rất là hoang mang, nhưng đừng lo, chương trình có việc súp ở dưới. Lên đi anh Hạnh ơi. Em chỉ nước biển vậy. Tiếp tục nè. Cái này là cái hoa gì? Giấy. Hoa giấy. Hoa giấy thì có đặc tính gì? Là nó là cánh nó mỏng, nó có ba cánh. Và đó là tên của một loại lá trái chứa. Hả?
cái hoa giấy là tên, là tên của mình là rách chớ, là giấy. Hoa giấy là một loại hoa, cái cánh nó mỏng, nó có ba cánh. Quay cái râu nó giống như giấy. Là cái râu nhớ hả gì? Nó giống như giấy. Rồi, rồi là Sự bò là cảm thấy là hoa này thì làm bằng giấy. Hoa này làm được giấy. Rồi, tiếp tục đi. Đây là cái gì? Rồi, nói đi con. Dạ, đây là quả thanh long. Quả thanh long thì nó như thế nào? Kẻ thù của quả thanh long là kiến. À, kẻ thù của quả thanh long là kiến. Tại sao? Vì nó đục. Nó đục. Vì nó phá hại cho cái thanh long. Nên con nghĩ là chúng ta trồng ở chỗ nào không có kiến. Trồng chỗ nào thì không có kiến, con nghĩ nè. Là những chỗ mà mà có không có kiến á, là cái chỗ nó không có kiến đó. Cái đường thì nó đó là mình ấy được quá phát đào tôi không nhận lời chi vậy nè. Nhận lời rồi. Còn trái này là trái gì đây? Quả bí ngô. Trái này người ta nhớ là kiểu bí đỏ mà kiểu bí ngô, nó đều giống nhau hết. Cũng giống nhau hả? Lại bí thôi là bí tao. Rồi nó có gì khác với mấy trái bí bình thường? Nó trái bí đào á, cái gì có màu xanh, nhưng quả này là màu cam. Cái này để giảm nhức đầu á. Giảm nhức đầu. Cái này là gì con? Pumpkin. Pumpkin. Đây là mì chơi của Halloween. Yeah. Trời ơi. Dễ sợ. Con này là cái gì? Patigon. Patigon. Các bạn có thể chỉ xin hai chơi con nha. Ở xưa có một cô gái yêu chàng trai. Từ từ. Rồi á, đây là của cô gái bên cô gái ở chàng trai khác. Rồi cái cô gái đó buồn quá, cái cô gái đó bỏ đi. Rồi đó là một ngày già á, có một chơi là một cô gái đó chơi một cái cây, có là bò ra hoa. Nên hai chị cô có được bị chơi là hoa tim vỡ. Rồi hiểu rồi. Rồi này là gì đây? Xanh rác là chiếc mini rác. Vì nó cứ rác rác chứ bỏ lên thùng. Tại sao chở rác? Để bảo vệ môi trường. Tại sao phải bảo vệ môi trường? Phải môi trường hơi thúi. Ôi trời ơi. Ủa? Nhưng mà bây giờ người ta chở nó đi, người ta chở nó đi đâu? Chở rác đi đâu con biết không? Nó luôn là máy xử lý rác. Bây giờ nè, con thấy là rác là có cái gì mà sử dụng lại được nè, tái sử dụng lại được nè, con biết không? Con nghĩ là giấy chai một loại, chứ mà có thể chai chết được nữa là nhựa. Là nhựa đúng rồi. Nhựa là được làm màu cho mấy cái chai á, mấy cái chứ mà để đựng trà sữa với chè cũng như thế cũng tương tự. Bây giờ nè, cho chú Thành hỏi là trong tất cả các loại xe con thích nhất cái xe gì? Xe rác. Tại vì đó là xe với đường sạch đèn nên con mới thích. Ờ. Chứ là sao, chứ không có xe mà là xe chạy với sạch đèn thì làm sao thích được. Rồi, vậy thì bây giờ bên trong bao nhiêu cái thứ thực phẩm con thích nhất là thực phẩm nào? Chính là rau mùng tơi. Tại sao con thích rau mùng tơi? Vì con thích ăn nó mà, chứ ngoài thôi. Tại sao con biết được là sao? Rồi bây giờ cái trên đời này con thấy là cái thức ăn nào là bổ nhất nè? Con nghĩ là rau củ quả. Tại vì nó có những chất khác nhau nên con nghĩ là nó chứa cho sức khỏe nhất. Chứ mà chứa sô-cô-la kẹo và đồ bước nó đi. Bỏ vô xe rác. Bây giờ chú Thành mập quá, giờ chú Thành muốn ốm là giảm cân thì mình phải ăn cái gì là tốt? Con nghĩ là cái đồ giảm cân cứ phải như thêm phước. Cái chuyện quá. Trời ơi, anh nãy giờ ông chú ý không theo dõi. Nếu như con có một lời khuyên cho cô Thanh Vân, con sẽ khuyên cái gì? Đừng mua những thứ có chất đường cho cái con của cô. Và chỉ mua rau củ quả với hoa cỏ cho các con của cô thôi. Bây giờ cái chú này con thấy là có đẹp trai không? Tôi nghĩ là hơi. Thế là đẹp trai đó luôn. Thật chỉ cần xói ca nữa kìa. Xói ca. Trang ơi, nếu mà con đi trên đường á, vô tình thấy một cái ví tiền á đánh rơi thì theo con nên làm gì? Con nghĩ nên giao cho công an. Con nghĩ là nên
thế để cái cách thống nhất để tìm ra ai là người chủ của cái bóp đó. Bây giờ đưa lên công an rồi, lỡ công an bắt lại luôn rồi sao? Tưởng mình ăn cắp cái bóp đó, bắt lại mình lại luôn sao? Con nghĩ là con vừa có của một cái bóp luôn rồi. À, con có một cái bóp rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ chú hỏi con câu hỏi cuối nè. Ví dụ hồi nãy là con nói là xe rác rồi, nhưng mà bây giờ chú muốn hỏi con nè, giống như là trong một đám cháy thì mình cần bao nhiêu xe tới đó? Con nghĩ là 10 chiếc xe cứu hỏa, 1 chiếc xe cảnh sát và là 9 xe cứu thương. Tại sao con muốn gọi xe cảnh sát tới? Con sẽ gọi vì đó là đúng quân sự ưu tiên mà giúp đỡ cho mọi người đi con. Và con cũng gọi xe gác, xe họ sát luôn để tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Còn xe cứu thương làm gì con? Để cho bệnh nhân chân của tới chơi tới cái bệnh viện. Ghê thật. Con ơi, bây giờ chúng ta không nói về vấn đề xe cộ nữa, chúng ta sẽ nói về vấn đề là vũ trụ bao la. Bây giờ vậy nè, tôi đề nghị ban tổ chức cho ngay một tờ giấy, một cây viết, Minh Khang sẽ thi với chú Huy Trần. À, mà chị biết cái từ tiếng Anh, không có biết cái từ tiếng Việt. Con biết tiếng Anh mấy cái hành tinh này không con? Dạ biết. Đó, chơi không? Chơi. Thưa quý vị, chúng ta đang đến một cuộc thi rất cân sức giữa thí sinh 4 tuổi và thí sinh gần 40 tuổi. Gần 40 tuổi. Trái này là trái gì? Mời mọi người viết vô tờ giấy. 5 giây, viết mà, bắt đầu. Mà nó nằm ở vị trí nào? Tại nó có nhiều hơn một cái là màu đỏ. Khỏi hỏi. Nó nằm ở vị trí nào gần cái mặt trời? Tôi đâu có biết. 1, 2, 3. Tôi biết đi. Gần 40 tuổi rồi mà hỏi cái gì? Và hành tinh đầu tiên đó chính là... Rồi, đáp án của bé là sao? Hỏa. Rồi, con nói tiếng Anh đi. Sao hỏa là gì con? Hỏa là gì con? Mars. Chính xác. Sao hỏa nó có chứa nhiều sắc oxit. Ờ. Nên nó có màu đỏ. Ồ, nó có nóng không con? Nó có nóng không? Thực ra thì nó nóng sao mà... sáng nóng đêm lạnh. Hay quá. Rất gần trái đất à. Câu số 2. Cái này là trái gì? Ghi vô luôn. Trời ơi, ghi. Khó này. Nó có hai cái kết quả. Thì biết đi. Rồi, bây giờ nè, chú Huy có hai tên rồi đó. Con nghĩ là cái này là cái gì? Sao gì? Uranus. Uranus, tiếng Việt là gì? Là sao thiên dương. Sao thiên vương thì nó như thế nào? Từ tiếng Anh á, con nghĩ là thần bầu trời. Nó có nhiều khí mê tan. Nhiều khí mê tan. Cái gì vậy? Gì vậy? Không, em chưa có cập nhật được kiến thức của bé. Từ từ đi, ta sắp tới trái đất rồi. Rồi tiếp, trái này trái gì? Trái nhỏ xíu này nè. À, cái này biết rồi, gợi ý lại gần mặt trời. Gợi ý luôn thì thấy ghét không? Gần mặt trời. Nó chấp chú Huy luôn, nó gợi ý luôn. Gần mặt trời. Sát đầu luôn. Sát đầu luôn hả? Nó sát đầu cái hành tinh này luôn á. Mình đang nhỏ đi. Nói sát gần mặt trời thì biết ngay. Chú Huy có câu trả lời rồi. Con nói này là sao gì? Con nghĩ đây là sao thủy. Sao thủy. Sao thủy tên tiếng Anh là gì? Mercury. Sao thủy thì nó làm sao con? Nó gần mặt trời. Nhưng nó không có là hành tinh nóng nhất. Nó không có là hành tinh nóng nhất. Nó không có là hành tinh nóng nhất. Cái này là cái gì? Con ghi đi. Con nghĩ là thổ. Thổ thì tên là gì? Tiếng Anh tên là gì? Saturn. 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 Đúng không? Đúng luôn, chú Huy đúng luôn, Saturn. Rồi, tiếp tục. Sao này là sao gì? Trái đất. Quà bóng xanh. Bay trời xanh. Vô lâu ơi. Chiếc chim cụ thông minh. Hài âu ơi. Chiếc chim vườn trên sông cùng bay nào. Hey. Cho trái đất quay. Quay. Cùng bay nào. Hey. Cho trái đất quay. Quay. Hey. Hey, trái đất tiếng Anh gọi là gì nhờ? Cái này là cái gì? À, chú Huy ghi vô đi. Đây là sao Hải Dương, Nhật Thun.
Cái trái bự nhất là trái gì? Đây là mặt trời. Mặt trời tiếng Anh là gì? Sun. The sun. Mặt trời thì nóng, nóng đến nỗi mà ngoài trưa đây thì chưa rồi, rồi mà ngoài nước thì cả có ở đây thì thành rác, đông rác luôn rồi. Nóng rác luôn. Rồi còn cái cục này là cái gì đây? Đây là sao kia, sao nóng nhất trên ngoài mặt trời, vì đây nó nóng hơn cả 900 độ C và có nhiều lưới được phun trào. Venus. Venus đúng không con? Dạ đúng rồi. Bây giờ cái cuối cùng mời chú Huy viết vô. Đây là sao Mộc. Sao Mộc là tiếng Anh là Jupiter. Jupiter. Jupiter là hành tinh to nhất trong hệ mặt trời. Mà con có biết còn biết nào tại sao hỏi mà con quên chưa nói á? Tại sao hỏi có cái lưới lửa cao nhất thế giới là loại lưới lửa Olympus? Ủa sao núi lửa cao nhất thế giới lại nằm ở sao hỏa được? Mà ở trên trái đất hay là sao hỏa? Sao hỏa. Oh really? Yes. Núi lửa. Yes. Núi lửa cao nhất thế giới nằm trên sao hỏa. Có nghĩa là núi lửa cao nhất Thái Dương hệ. Rồi nói chung là một hiểu. Đều hay quá, chú Huy giỏi quá. Hay tuyệt vời. Cảm ơn chú Huy. Chú Huy làm nở mặt nở mày U40 quá. Không thua em bé. Quý vị thân mến, như vậy vừa rồi trải qua phần thi vô cùng gay cấn với hơn 150 câu hỏi, chúng tôi đã xác nhận được. Đâu có để có chỉnh nữa trời ơi. Mời anh về luôn. Bây giờ chú chỉ hỏi con thế này thôi, 4 tuổi 5 tuổi con chưa vào lớp 1, con biết đọc hả? Dạ đúng. Con biết đọc từ khi nào? Dạ con biết đọc từ khi 3 tuổi. Ai vậy con đọc mà 3 tuổi con biết đọc? Con tự biết đọc. Con có thể đọc được tất cả các chữ hay không? Dạ được. Con đọc được tiếng Việt thôi hay là con chỉ đọc luôn được tiếng Anh? Con đọc được tiếng Anh, con đọc được tiếng Việt. Con học ở đâu mà con biết được cái đó? Dạ con học được từ mình nhớ thì con nhớ được thôi. Cảm ơn con nha. Hai ba chào.